tại thẩm mỹ viện của bên mình, chân lưng mũi cấu trúc là la cao tây. Rồi chị nghiên nghiên qua đây. Sau 3 tháng đây nha. Đây là cái dáng mũi cấu trúc lờ la và của chị sau 3 tháng đây. Cả nhà thấy như thế nào mà cho ý kiến nè. Lý Phạm thấy sao? Sau 3 tháng mũi lờ la cao tây luôn nha. Rồi chị hài lòng không? Bữa giờ đi về nhiều người khen không? Nhiều lắm phải không? Rồi ngước lên đây đi em quay cái dáng mũi nha. Đó, còn mũi còn hơi sưng một chút xíu thôi nhưng mà khá là đẹp luôn rồi nha cả nhà. Mũi cao tây quá, cảm ơn em nha Lý Phạm. Đây. Đây, dáng mũi quay ngang của khách hàng đây. Dáng mũi này là dáng mũi cấu trúc lờ la cao tây nha cả nhà. Chi phí mũi này là 35 triệu đồng nha. Dáng mũi này là 35 triệu đồng. Còn nếu mà mũi mà sửa lại á, là 45 triệu nha. Đây, cao và rất là dài luôn. Thì Thu Lê, mũi đẹp quá, cảm ơn Thị Thu Lê nha. Mũi rất là đẹp luôn, cao và dài, nhìn rất là tự nhiên. Bây giờ về có nhiều người khen không? Chị này thì xin giới thiệu với cả nhà, chị đến từ là Singapore nha cả nhà. Vivian Trần quá đẹp, cảm ơn Vivian Trần nha. Đó, chị đến từ Singapore thì chị hôm nay chị dẫn bạn của chị về làm, chị là có làm mũi đây là trước Tết thì hôm nay chị có dẫn bạn về làm ở đây nữa. Đây, chút sau về cắt mí nha, rồi sẽ cắt mí quảng cáo đẹp cho quảng cáo cho em luôn. Đây, dáng mũi này là dáng mũi lờ lai nha cả nhà. Nhiều người rất là thích cái dáng mũi này. Cái dáng mũi này bây giờ đang thịnh ở bên những nước như là Đài Loan, Trung Quốc này. Nghĩa là cái đầu mũi này chị này, nó đá ra ngoài này chứ nó không bị cụt xuống. Đó, đây này. Rất là nhiều người thích luôn. Dáng mũi là rất là đang hot nha cả nhà. Dáng mũi này là đang hot, rất là hot luôn. Dáng mũi này là dáng mũi lờ lai mà đang hot ở hiện tại là đang hot ở bên Trung Quốc á. Là làm cho nó đá cái phần này ra này, phá cái đầu mũi này là đá ra mà vẫn dài. Đó, vẫn dài mà đá cái đầu mũi này ra. Mình cũng đang rất là thích cái dáng mũi này, có thể là sẽ làm dáng mũi này nha. Cảm ơn em nha Quỳnh Nguyễn. Hôm bữa giờ về là cái lúc mà làm bây giờ về có đau nhức hay gì không chị? Không có đau nhức, em ru từ rồi đó giờ phải không? Sau khoảng 3 tháng nữa có thể bẻ qua bẻ lại, giờ là mũi thì được rồi nha. Đây, nhìn rất là hợp với gương mặt của chị này. Chị sửa mũi lên nhìn chị rất là sang luôn nha cả nhà. Đó, cái dáng mũi quay ngang hết đây. Thì đây là khách hàng sau 3 tháng quay lại đây nha cả nhà, sau 3 tháng quay lại đây kiểm tra, tái khám và có dẫn bạn về đây làm. Bây giờ cũng giới thiệu rất là nhiều người cho mình luôn, làm đẹp xong rồi giới thiệu rất là nhiều người. Đó, khách hài lòng và giới thiệu rất là nhiều bạn bè luôn. Quỳnh Nguyễn, em thích dáng này quá, cảm ơn em nha. Mũi cao tây quá anh ơi, cảm ơn em. Mình sẽ quay chính diện cho cả nhà xem nữa nha. Đây, mũi của chị chính diện đây, nhìn rất là đẹp luôn. Chị quay hướng hướng này chứ. Đây. Mũi này là 35 triệu đồng nha em. Giá mũi này là 35 triệu đồng nha. Đẹp quá, cảm ơn em nha. Sao cho chị xong vô đi em. Xong rồi đó. Vivian Trần. Mũi này bác sĩ mát tay quá, ai làm ai cũng đẹp hết. Cảm ơn Vivian Trần nha em, cảm ơn em nha. Mũi Thúy Hằng, mũi cao rồi mà đầu mũi to, sửa như thế này được không? Được không vậy anh? Em ơi là em gửi hình qua cho anh đi nha, để anh sẽ tư vấn cho em nha. Mũi của chị hồi xưa thì ban đầu nó như thế nào? Bự mà nó không được đẹp. Bự mà không được đẹp phải không? Dạ. Bây giờ sửa xong rồi chị thấy hài lòng không? Hài lòng đúng không? Mũi của chị này ban đầu cũng bự nè em, nhưng mà sau khi mà qua bên thẩm mỹ viện quan sửa thì cũng thay đổi rất là nhiều luôn nha. Thay đổi rất là nhiều luôn. Đây. Quay chính diện là còn vẫn còn hơi sưng một xíu nhưng mà quay ngang thì khá là đẹp luôn rồi. Mũi này sử dụng được trọn đời luôn em ạ. Mũi này là sử dụng được trọn đời luôn. Rồi, anh tắt livestream cho chị đi về nha. Mọi người có câu hỏi gì thắc mắc cứ comment vào đây nha. Chào cả nhà, chúc cả nhà của mình một buổi sáng vui vẻ nha. Cảm ơn chị vì cho xấu xí rất là nhiều nha. Bây giờ là không có còn bị con xấu xí nữa, bị con đẹp là xinh đẹp rồi nha. Rồi, ok.